Xin chào cả nhà nha, đến đây kênh Hội Ngọ miền Tây Tây Quê nha. Hôm nay tiếp tục mình đi thả lưới nha cả nhà, nhưng mà lưới mình cũng thả xong hết rồi nha cả nhà. Cái thời gian thả lâu quá mình không có quay cho cả nhà xem nha. Giờ mình đi thăm nha cả nhà. Bây giờ mình tiếp tục thăm lưới nha cả nhà. Giờ mình thăm không mà mình không có cuốn nè, coi dính nào. Không có chín không nữa. Cái sạc cả nhà. Em cá sặc nha, vèo khó thật như cả nhà, không biết hay sao. Mới thả vừa xong rồi đã thăm luôn cả nhà, gì mà cá còn chết, thả mình thăm đừng cho chết nha, rộng là được. Một chú cá sặc thôi cả nhà, chết. Một con ma quá chừng lớn. Dính cái gì mà giật giật đây. Cái sạch đẹp đó nha. Cái sạch đẹp nha. Rồi, nó giật giật ở đây con nó vụt đâu rồi. Vụt rồi cả nhà. Cá nhỏ quá. Đây dưới nước dạ luôn à. Dứt. Rồi thấy vào rồi gị rồi. Cá rô cả nhà. Cá rô bình đồng. Đây, một chú cá rô. Nắng quá cả nhà. Ngược ánh nắng. Cả nhà một chú cá rô nha, tiếp tục thăm tiếp thôi. Cái này dăng không dính bằng cách phẩm này cả nhà, cách phẩm dăng dính dữ lắm, dính thấy rồi. Cá nhỏ hay sao cả nhà ơi? Chỉ đây dính chìm chìm phao đây. Chỉ nào. Thấy nữa rồi. Vậy ta lưới bự quá. Lưới 3,5 nha cả nhà. Thank you.
Quá trời nắng rồi nha. Lưới mới nó không chịu chìm, mới đầu tư thêm tay lưới mới nha cả nhà. Sạc 3,5 con bành bành không à, chết. Không dính không. Quá trời đấy. Một cái lắm mà khá dính đây. Sạc sảy ha. Cái gì vô đây đây. Dính cá bự không cả nhà. Đi cầu chắc rồi. Ê. Một chú cái gồ cả nhà. Đây. Đây chú cái sạc nữa. Quá trời nắng rồi. Gì đây? Gì cái vô đây? Một em cá rô nữa nha cả nhà. Đây. Đây. Cá sạc không ở gì cả đó. Em chỉ gị gị lúc đây đây rồi em có sạc, em có sạc mà gị hết có biết rồi, có sạc bự bự không. Bạn gửi cá dính đá thì bự bự không. Rồi hết lư cả nhà. Mời cả nhà đi tiếp theo cả nhà. Hai tay vào cả nhà. Cái ruột phi quặn quá trời cả nhà, mà không dính nè. Phi quặn còn bự 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 không.
nó hơi lắc đây, cả nhà cũng thông cảm giùm mình nha. Rồi mình để dưới xuồng đó, mình chống nó hơi lắc nha cả nhà. Đây tại thứ 2 này cả nhà. Rồi đứa người cũ dính rồi. Rồi đựng cái sạch đó rồi. Chút gỡ. Nằm dài tới đầu đó rồi quay lại. Cái gì đây? Cái gì vậy? Cái sạc ngoài dính nó gỉ hết tôi biết rồi cả nhà. Thấy không? Cái gì bự thôi. Bự còn hơn cái gôn. Gửi vô trong cái gốc gà này sấy luôn. Sảy nghe cả nhà. Thì ta đã sảy không vậy? Này nãy giờ dính con co một cái nha. Cái này nãy giờ có con cái sạc luôn. Rồi giục nữa. Cá nhỏ hay cái gì? Phi con cái nè, lấy lụm luôn, để thả xuống cũng chết nữa.
Dịch ở đây chứ sảy nữa quăng vô gà nghi nghi cả nhà. Còn không biết nhìn gì đây. Cách sạc. Hết lớn cả nhà. Rồi. Con gì lâu rồi giữ chứ. Cả nhà. À, kết cục hai tay lưới bữa nay bị thắt thu nha cả nhà. Đây. Hai tay lưới chỉ có nhiêu đây cả nhà. Hôm nay thắt thu rồi, đủ hai vợ chồng mình kho khô ăn nha cả nhà. À, mình cũng xin quay video tới đây cũng kết thúc luôn cả nhà. Và đừng quên cho mình một like và một cái đăng ký, một cái chia sẻ nha cả nhà. Bye bye cả nhà.